Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hiệp Tính Phát. Ngày hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách setup cài đặt in từ điện thoại sang máy in Epson L805 nha các bạn. Máy in phun màu ha. Cái này là mình đang thao tác trên cái điện thoại xài hệ điều hành Android nha các bạn. Thì việc đầu tiên là các bạn đã cài đặt in qua cái wifi trên máy tính cho máy in Epson L805 xong rồi thì bạn sẽ tiến hành cài trên điện thoại nha các bạn. Cái video mà hướng dẫn cài đặt in qua wifi cho máy in Epson L805 trên máy tính thì bạn có thể xem cái video đó ở trong phần miêu tả ha, mình có để link, hoặc là ở phía cuối video này mình sẽ có để cái đường link của cái video đó, các bạn có thể là click vào đó xem ha. Rồi, bây giờ mình thao tác trên điện thoại. Đầu tiên các bạn sẽ vào CH Play. Rồi, trong hai sắc CH Play nữa các bạn sẽ gõ cái Epson Ginter nữa các bạn. Rồi, các bạn thấy ha, Epson eprint. Rồi, các bạn chọn vô cài đặt. Rồi, các bạn chờ trong giây lát ha. Các bạn lưu ý nha, các bạn phải cài đặt in từ máy tính sang cái Epson L805 bằng wifi thành công, rồi các bạn hãy tiến hành cài đặt trên điện thoại nha. Rồi, sau khi cài đặt xong cái app này thì chúng ta sẽ mở lên. Rồi, ở dưới có chữ Agree ha, các bạn click vô chữ Agree. Rồi, các bạn click vào chữ OK ở góc phải phía dưới màn hình. Rồi, bây giờ mình đóng lên này lại ha. Rồi, next luôn. Chỉ lần này thôi ha. Rồi, sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ lít vào chỗ này đây. Các bạn chờ trong giây lát ha, nó đang dò tìm. Hiện tại mình đang vào không đúng cái wifi của cái máy in nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chọn lại đúng cái wifi thì nó mới sạch ra ha. Ở nhà mình có tới mấy cái wifi lận. Rồi đây, cái wifi Hiệp Tính Phát. Do đó các bạn lưu ý ha, khi cài đặt in giữa cái máy in và cái điện thoại các bạn phải cùng chung một hệ thống lắp mạng nha các bạn. Rồi bây giờ mình quay trở lại ha. Các bạn thấy ha, mình chọn đúng cái wifi thì cùng lớp mạng với nhau thì ngay lập tức cái app nó nhìn thấy được cái máy in. Rồi các bạn chọn vào cái máy in. Rồi, dễ đó các bạn, đơn giản thôi. Trong này thì nó cũng hỗ trợ đầy đủ luôn ha, các bạn thấy ha. HDNIN nè, in nó chết gì kia là được hết luôn nè. Bây giờ mình thử bấm vào cái in nó chết cho bạn xem luôn ha. Nha, trên điện thoại là hầu như hỗ trợ đầy đủ hết luôn nha các bạn. Bây giờ mình xoay qua các bạn xem cái góc phải phía dưới cái màn hình của mình ha. Đây, cái máy in đang in nha các bạn. Các bạn nghe tiếng máy in ha. Mặc dù là app sử dụng trên điện thoại thì các bạn lưu ý là trên điện thoại chỉ là hỗ trợ in nhanh thôi nha các bạn. Còn những cái tính năng tùy chỉnh, hiệu chỉnh gì ha thì thật ra là trên máy tính nó vẫn nhiều hơn ha, đầy đủ hơn. Đây các bạn thấy ha, máy in ra tờ giấy. Mình in cái noodle check. Rồi ok ha các bạn. Thì trên màn hình các bạn thấy ha, cũng bên trái là chữ ok. Bên tay phải là nick Lenin, đó là trường hợp các bạn in cái nó chết ra mà đứt nét thì các bạn cần phải Lenin thì bấm vô Z nha các bạn, còn này mình không cần thì mình bấm vô Close. Rồi ok. Rồi trong cái app này thì các bạn thấy nè, Win Photo nè, in hình ảnh nè, Win Document in tài liệu nè, Win Chrome Cloud nè, in từ đám mây ha. Rồi
document capture, tức là các bạn chụp hình đó các bạn. Chụp in nóng liền luôn á. Ha, chụp in nóng liền luôn. Không, mình không cần đâu. Rồi, mình thoát ra luôn đi. Ok, mình quay trở lại. Read photo, ok. Cho phép ha. Rồi, trong này có khá là nhiều hình ảnh. Bây giờ mình chọn in cái nào ta? Để rồi mình vô camera đi ha. Đây, mấy hình ảnh đường phố mình mới mới in gần đây. Đây có cái hình ảnh hôm bữa mình in thôi mình chọn cái hình khác đi. Cái hình nào cho nó lộng lẫy chút. Nó lồng lộn một chút. Thôi, in ngay chỗ hay chỗ nhà hát lớn, nhà hát tuổi trẻ thành phố. Rồi các bạn đó, chọn vô select mà. Rồi sau đó bạn bấm vô next mà. Rồi cái này là có cái size hình ảnh luôn đó các bạn click vô ha. Thì trong này nó sẽ hỗ trợ tùm lum thứ đây luôn nha. Paper size nè, các bạn thấy chọn ha cái size phù hợp với mình. 46, 57 gì ha, mình chọn 57 đi. Cái copy, cái này là số lượng bản in. Rồi paper size, paper type là cái loại giấy ha, giấy siêu bóng hay giấy gì đó các bạn chọn. Rồi layout không viền, green quality. Rồi các bạn lưu ý ha, khi các bạn chọn nó có ba chế độ, bản nháp đó là các bạn sẽ in nhanh, đó là chất lượng sẽ nói chung là file in ra hình ảnh này kia thì sẽ rất là không đẹp. Là tiêu chuẩn là nói chung là đẹp vừa phải, trung bình. Rồi chất lượng cao là nó in cực đẹp nha các bạn. Thì các bạn lưu ý ha, chọn đúng chế độ để cho cái hình ảnh các bạn in ra nó đạt yêu cầu các bạn. Rồi color in màu. Nha, máy màu thì các bạn có thêm tính năng lựa chọn hoặc là in đen trắng hoặc là in màu. Ở đây mình in màu ha. Rồi, green date in ngày tháng năm lên ha. Đây, chọn green date luôn ha. Mình day year, day month year à, mình chọn cái này cho nó dễ. Autocorrect tự động chỉnh sửa này, ha, sharpness. Rồi, máy này không cần đâu. Rồi, trường hợp các bạn có nhiều máy in thì ở phía trên nè, ví dụ máy in Epson các bạn có nhiều loại máy thì các bạn phải click vô đây để các bạn chọn đúng cái máy nha các bạn. Ha. Các bạn chọn đúng loại máy của mình. Rồi, sau khi xong hết các bạn bấm vô Done ở góc phải màn hình. Và cuối cùng là sao? Để in thì các bạn sẽ bấm vô chữ Print ở góc phải phía dưới màn hình nha. Rồi. Các bạn nghe tiếng máy cọc cạch ha. Máy sẽ in ra đó. Đèn màu xanh wifi đang chớp tắt nha các bạn. Đây. Mình đang in ở chế độ standard tiêu chuẩn nha các bạn. Trung bình. Thì trường hợp các bạn in file ảnh là vậy ha. Các cái file Word, Excel, PDF thì cách in cũng tương tự như vậy nha các bạn. Các bạn cứ vập thôi, nói chung các bạn cài đặt in vô xong các bạn cứ vập thoải mái thôi. Chỉnh vài lần, in vài lần sai lỗi là các bạn sẽ biết được cái nhu cầu của các bạn là cần điều chỉnh như thế nào. Đây là cái file mình in ở chất lượng trung bình, tiêu chuẩn. Nên là tốc độ in nó cũng nhanh hơn so với chế độ cao nha các bạn. Chế độ chất lượng cao ha. Đây, cái file hình đây các bạn. Hồi nãy mình mở cái file hình lên đây. Hình nó hơi nhỏ các bạn, hơi khó quan sát ha. Size 57 nha các bạn. Rồi, bây giờ để cho mình mở vô cái document ha bạn, Win document. Thì trong này nó có
Nói chung là để coi document tệp gần đây, tài liệu đây, tài liệu không nhiều quá, thầm mở một cái gì đó lên ha. Axigo, Axi. Rồi, ok, mở cái Axi của MB6051751. Rồi, ở ngay chỗ cái biểu tượng hình cái bánh lái ở góc phải phía trên màn hình các bạn thấy ha. Các bạn chọn vô. Thì ở đây các bạn thấy copy. Đây, mình đang tăng lên ha, số lượng. Số lượng bản in ra. Rồi, green grand. Các bạn lưu ý ha, cái file này nó có 89 trang, thì các bạn sẽ in từ trang mấy cho tới trang mấy thì các bạn chọn vô nha. Các bạn chọn vô ha, tắt đi, green on là các bạn tắt đi. Rồi từ trang, thí dụ như mình từ trang 1 cho tới mình giảm đi ha, các bạn thể chọn được ha, chọn từ trang mấy cho tới trang mấy luôn. Ở đây là do mình in, mình chọn in test thôi các bạn. Rồi, thí dụ từ trang 4 cho tới trang 7, 8, 9. Từ trang 8 cho tới trang 9 nha các bạn. Sau đó bạn bấm done. Rồi, paper size là A4. Rồi, giấy thường, layout. Rồi, win quality ha, tiêu chuẩn. Thì các bạn thấy ha, qua chế độ này thì nó hình ảnh thì nó có 3 chế độ: in nháp, in tiêu chuẩn và in chất lượng cao. Riêng mấy cái file tài liệu thì chỉ có tiêu chuẩn và cao thôi. Rồi, color màu in đen trắng, mà file tài liệu mà chọn đen trắng đi ha. Rồi, sau khi chọn xong các bạn sẽ bấm vào góc có chữ Done ở góc phải phía trên màn hình. Rồi, sau đó bấm vô Print. Và đây các bạn xem data đổ ra. Bạn nghe tiếng máy khởi động chạy ha. Một trang, còn trang nữa nha các bạn. Đây ha, trang số 8. Trang số 8. À, đây trang số 9. Cách in cũng tương tự đối với những cái file Word, Excel này nha các bạn. Rồi, như vậy thì mình đã chia sẻ cái hướng dẫn cài đặt in từ điện thoại sang máy in Epson L805 xong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những chia sẻ, những cập nhật, những video mới nhất về máy in, mực in, máy photocopy, tất tần tật luôn nha các bạn. Và bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.